Nhưng mà không sao anh em ạ. Thì anh em ơi, tôi ở đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em kiếm thêm 1-2 triệu một ngày để bù cho những lúc doanh thu thấp anh em. Ôi giời ơi. Thì như cái tiêu đề video anh em, thì Mai Linh có gian lận hay không, có thiên vị hay không, thì anh em cùng xem video này anh em nhé. Thì đây đây là cái, tôi sẽ cho anh em xem cái lịch sử cuộc gọi xin quay đầu của tôi. Bình thường thì những cái xe mà xin đón hai lịch sớm của tổng đài lên thì sẽ được ưu tiên quay đầu. Thì đây tôi sẽ cho anh em xem cái lịch sử cuộc gọi của tôi xin lịch quay đầu. Đây anh em, đây là cái lịch sử cuộc gọi của tôi nhé. Cái tổng đài 02438333333613 này là cũng là của Mai Linh anh em nhé, Mai Linh sân bay. Thì đây đây là cái lịch sử của tôi anh em này. Từ ngày mùng 6 tháng 9 này tôi gọi này, mùng 5 tháng 9 gọi này, mùng 4, mùng 3, mùng 2, mùng 1, 31, 30, 29. Đấy, từ ngày 29 là tôi gọi liên tục anh em ạ. Có nghĩa là từ ngày 29 đến ngày hôm nay là ngày mùng 7. Thì khoảng 9 ngày rồi anh em, 9 ngày tôi gọi liên tục. Thì đây anh em có thể nghe thấy những cuộc gọi tôi nhé. Như mùng 6 như hôm qua tôi gọi này, anh em có thể nghe đấy. Mạng điện thoại tôi nó có ghi âm cuộc gọi, tôi có thể cho anh em nghe. Đây, ngày mùng 6 tháng 9 đây, anh em nghe nhé. Đấy nhá, ok báo rồi nhá. Đấy là ngày mùng 6 tháng 9. Đây là ngày mùng 4 anh em nhé. Rồi ok, đấy là 2 ngày báo rồi. 2 ngày mùng 4 với cả ngày mùng 7, à ngày hôm qua đấy, là ngày mùng qua là ngày mùng 6, hôm nay là ngày mùng 7. Thì 2 ngày bảo là tổng đài có báo rồi đấy, thì tôi không nhận được một cái lịch nào luôn anh em. Tôi không nhận được một cái lịch nào luôn. Như hôm nay thế, hôm nay là ngày mùng 7 thì tối hôm qua đây, tôi cũng xin đây, ngày mùng 6 tôi xin đây. Đấy, đây là báo rồi nhưng mà không nhận được một cái lịch quay đầu nào anh em nhé. Có nghĩa là tôi sẽ không nhận được cái lịch nào. Còn đây là tiếp thôi, anh em nghe tiếp ngày mùng 3 này. Đấy nhá, ngày mùng 3 cũng xin nhá. Tiếp tục ngày mùng 2 này. Alo ạ, mùng 15 về lịch ngày mai em ơi. Vâng, cho em số đi ạ. 4:35 ạ. 40 đọc thì trăm đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi ok, nghe chị đọc số em xin với. 0977 953 953, ok chị ơi. Hỏi em cảm ơn chị nhé. Đấy là ngày mùng 2 thì tôi xin lịch quay đầu thì chỉ được một cái thôi. Mùng 2 được một cái này. Mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, 4 ngày. 4 ngày xin thì không được cái nào anh em. Anh em thấy thấy ảo không? Rồi tiếp tục ngày mùng 2 nhé. Ngày mùng 1 anh em nhé. Đây ngày mùng 1 lúc tôi xin là lúc đây. Chị ơi, chị cho xe 175 xin lịch quay đầu ngày mai với. Tôi bán rồi nhé. Vâng vâng. Đây thì ngày mùng 1 đây. Chưa, chị xem lại cái địa chỉ khách đặt ở cái xăng Đại An ấy, em gọi 2-3 lần khách không nghe máy rồi ạ. À đây là cái cú khách gọi thôi. Tiếp tục nhé. Alo ạ. À đấy nhá. Rồi ngày mùng 1 thì cũng được một lịch, ngày mùng 1 được một lịch, ngày mùng 2 được một lịch. Còn những ngày còn lại không có lịch nào. Đây xem ngày 31 anh em nhé. Đây ngày 31 từ đây. Chắc không đấy, nhiều người đặt xe có bị tổng đài bị bận anh em ạ. Đây. Đấy ngày 31 tháng 8, ngày 31 tháng 8 thì tôi được một lịch đây anh em. 175 có lịch chưa anh? Em chưa chị ơi. Một lịch anh có lấy không? Có chưa. 3 giờ Dương Văn Bé nhá. Đang ok chưa? Đấy, đấy là ngày 31 thì được một lịch này, mùng 1 được một lịch, mùng 2 được một lịch. Nhưng mà từ ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, 4 ngày sau không được lịch nào luôn. Tôi chỉ được quay đầu, xem nào.
ngày 30 quay đầu không nhờ. Nói chung là xin 9 ngày, tôi chỉ được quay đầu đúng một lần, được hai lịch đúng một lần thôi. Thì tôi cũng có gọi cho tổng đài hỏi là lý do tại sao mà đấy vẫn đang báo quay đầu. Tôi hỏi có điện cho tổng đài hỏi là xe nào ưu tiên lịch quay đầu, hay là ưu tiên những xe như thế nào, xe nào gọi trước hay là gọi sau, hay là như thế nào. Thì đây anh em có thể nghe cuộc gọi của tôi anh em nhé. Đây nghe cuộc gọi tôi vừa gọi, hôm nay ngày 7/9 thì tôi gọi đây anh em có thể nghe nhé. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ điện cho tổng đài để tôi hỏi anh em nhé. Đây anh em. Chị cho em hỏi chút cái đội sân bay thì cái lịch ưu tiên quay đầu thì ưu tiên những xe như thế nào chị nhỉ? Nhưng mà nào đi hai lịch thì được đi ưu tiên quay đầu. Thế nhưng mà ưu tiên những xe như thế nào thì được đi hai lịch ấy chị? Xe nào nhận hai lịch của đài thì được. Nhưng mà như là mình muốn như nào để được nhận ấy? Muốn thì gọi lên để từ tối đài cho lịch thì này cho ưu tiên quay đầu. Nhưng mà có như thế nào, xe nào xin trước là được nhận trước hả chị? Quay đầu ngày hôm trước mà mấy ngày trước thì đã mới cho quay đầu. À, em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị nhá. Đấy là cái cuộc gọi tổng đài anh em. Đấy nhá, đấy là cái tổng đài nói là những cái xe hôm trước hoặc là những hôm trước nữa chưa được quay đầu thì đài sẽ ưu tiên cho quay đầu. Thế tại sao 4 ngày hôm nay tôi xin mà không đài không cho một cái nào luôn, trong khi đó vẫn có những cái xe nhận hai lịch. Đây thì để chứng minh thì anh em đây, như hôm nay luôn nhá, như hôm nay thì đây là những quốc xe ưu tiên quay đầu anh em. Đây anh em có thể nhìn thấy này, 575, 568 này, 73, 160 này, 164 này, 148 này, 527, 102 này, 583 này, 503 này, rất nhiều luôn anh em ạ. Đây 095 này, 558, 536, 511, 162. Đấy là những có những cái xe trôi rồi anh em nhé. Đấy là có những cái xe trôi rồi. Tại sao có khoảng này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nguyên tôi đếm vào đây đã có 18 xe quay đầu, có nghĩa là 18 xe nhận hai lịch. Mà sao xe tôi lại không nhận được lịch nào? Một lịch cũng không nhận được mà có tận 18 xe nhận được hai lịch. Đây tiếp tục anh em nhé. Tiếp tục anh em nhé, xem phải có phải những cái xe này mà hôm nay quay đầu rồi, hôm trước là không được quay đầu mà hôm nay được quay đầu không anh em nhé. Thì đây tôi sẽ cho anh em xem ngày hôm qua. Hôm qua là ngày mùng 5 anh em nhé. Đây, ví dụ luôn, cái xe 162 anh em. 162 hôm qua đã quay đầu rồi. Tôi ví dụ luôn, xe 162 anh em nhé. Ngày 5 tháng 9 đã quay đầu rồi. Đây nhé, xe có lốt ưu tiên quay đầu anh em nhé. Thì đây, ngày hôm nay đây. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 9, nhưng mà lốt quay đầu sẽ là ngày 7 anh em. Đây anh em, 162 lại quay đầu luôn. Tại sao có những cái xe quay đầu liên tục mà có những cái xe mà xin đài không cho cái lịch nào mà cũng không cho quay đầu? Tôi xin 9 ngày chỉ được đúng một lần quay đầu, 9 ngày liên tục luôn nhé. Với cả 4 ngày hôm nay thì xin đài không cho một cái lịch nào. Thì đấy, anh em tổng đài vừa bảo xong là sẽ ưu tiên những cái xe mấy hôm trước không được quay đầu, rồi sẽ cho xe quay đầu đúng không? Mà có những cái xe mà quay đầu mấy ngày, có 2-3 ngày mà quay đầu liên tục, có những xe lại không được lịch nào. Đấy anh em thấy, anh em xem xong video anh tự rút ra cái kết luận là lái xe của công ty, lái xe taxi này thì có công bằng hay không, công ty có công bằng hay không. Thì anh em sẽ tự rút ra kết luận anh em nhé. Thực sự là tôi cũng muốn có cái thu nhập cao, cũng muốn là chịu khó đi làm, nhưng mà đấy, ngay cái bước đầu là mình xin lịch đã không ổn rồi, xin lịch đài đã không cho rồi, anh em thấy không? Rồi ok, đấy chỉ là một phần nhỏ thôi, còn anh em mà đã vào chạy anh em sẽ có nhìn thấy nhiều vấn đề hơn nữa. Nhưng mà không sao anh em ạ, thì anh em ơi, tôi ở đây bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em kiếm thêm 1-2 triệu một ngày để bù cho những lúc doanh thu thấp anh em. Đây anh em ơi, thì tối hôm qua tôi chạy xe, tôi đang đứng ở chỗ Kim Mã anh em, có một hai cái anh đến, anh bảo là đưa cho cái thẻ gọi là cái thẻ quảng cáo anh em ơi.
thì anh em dẫn khách đến, anh em bảo là dẫn khách đến massage thì là cứ được 200.000 một trên một đầu khách anh em ạ. Xe nếu mà đi một người thì sẽ được 300.000 anh em. Thì đây anh em, đây là cái kiếm thêm anh em. Như xe tôi là xe 5 chỗ thì chở được 5 người anh em ạ. Cứ mỗi người 200.000. 200.000 thì 5 người được 1 triệu anh em. Anh em chỉ cần chở một cuốc là sẽ được 1 triệu anh em nhé. Thực sự là nếu mà để vào những cái chỗ này thì khách sẽ bị chặt chém rất là nặng. Tại vì là Nguyên đã bo cho tài xế 200.000 một đầu khách rồi thì phải nói là cái chỗ này nó chặt chém như thế nào. Thì cái những cái này chỉ là khách một lần thôi anh em ạ. À. Khách đi đến một lần, khách lần sau sẽ chết khiếp luôn anh em. Bây giờ còn anh em nào mà còn muốn làm những cái này thì chỉ làm được một lần thôi. Lần sau mà còn số ở đấy là khách sẽ chửi hoặc là khách sẽ không bao giờ đi nữa, nó sẽ mất khách anh em. Thì những cái địa chỉ như thế này thì anh em nào mà muốn kiếm thêm một thời gian ngắn thôi, còn về lâu dài thì sẽ không ổn anh em nhé. Về lâu dài thì mà mình càng đưa nhiều khách đến, khách nó càng gọi là cạch mình ra, khách không đi xe của mình nữa anh em ạ. Thì đây cũng là một cách giúp anh em kiếm thêm 1-2 triệu một ngày, nhưng mà với điều kiện là anh em phải có nhiều khách đưa đến. Rồi ok, thì cái vừa rồi thì tôi cũng chia sẻ anh em một số thứ cách kiếm thêm 1-2 triệu với cả những cái công bằng trong công ty.